Ngày 16 tháng 5 tại tòa soạn báo Tiền Phong, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tiền Phong, Công ty Cổ phần Học viện Công nghệ Huna tổ chức buổi họp báo công bố và phát động cuộc thi Tiền Phong STEM Robotics IYRC Championship 2024. Cuộc thi Tiền Phong STEM Robotics vô địch IYRC 2024 được tổ chức theo tiêu chuẩn của IYRA, Hiệp hội Robot Thanh thiếu niên quốc tế, là sân chơi dành cho học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi yêu thích khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và robot. Trong khuôn khổ họp báo, ban tổ chức cuộc thi chia sẻ thông tin về thời gian tiếp nhận học sinh đăng ký dự thi là đến trước ngày 6 tháng 6. Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tại Cung Thể thao Quần ngựa, quận Ba Đình, Hà Nội. Cuộc thi được chia theo từng bảng gồm 3 chủ đề: Robot năng lượng xanh, Thế vận hội robot, sáng tạo. Thí sinh tham gia thi đấu theo hình thức cá nhân hoặc theo đội. Trước mỗi phần thi, trọng tài sẽ phổ biến luật thi đấu của từng phần thi. Thí sinh vận dụng các kiến thức và kỹ năng STEM Robotics để lập trình, điều khiển robot hoàn thành tối ưu các nhiệm vụ theo yêu cầu được đưa ra. Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng có tổng trị giá 200 triệu đồng với 11 giải nhất, 11 giải nhì, 11 giải ba, 18 giải khuyến khích. Cuộc thi Tiền Phong STEM Robotics vô địch IYRC 2024 dự kiến chọn ra 20 đội tuyển Việt Nam đủ điều kiện để tranh tài tại cuộc thi IYRC, cuộc thi robot thanh thiếu niên quốc tế diễn ra vào tháng 8 tại Hàn Quốc.